cần tiền nữa sao? Mạng của tôi giá bao nhiêu? Thưa bác, con thấy mình thật vô lễ khi gửi đến bác hộp quà này. Con thật lòng rất muốn được làm nhiều hơn, nhưng con không còn cơ hội nữa. Con có chuyện phải đi xa và chắc là con không thể quay về. Con xin bác hãy mở lòng một lần nữa, như bác đã từng mở lòng xin cho con được đặc xá. Xin bác cho con được làm một chuyện cuối cùng để có thể chuộc lại phần nào lỗi lầm của con. Con xin lỗi bác. Tôi không thể kiếm đủ số tiền mà anh yêu cầu. Xin anh hãy coi số tiền này là tiền trả đợt đầu và chấp nhận cho em trai tôi tiếp tục thay tôi trả góp số tiền còn lại. Tôi không thể tìm ra bất kỳ lý do gì tôi nghe. Gửi đơn vị cho tôi. Em trai cô ta sẽ muốn cứu cô ta. Chuyến hàng này phải hết sức cẩn thận nghe chưa? Tiền tỷ của bà chủ đó, có chuyện gì là đi đời cả đám. Em biết rồi. Tàu cập bến biên giới, lập tức liên hệ với bệnh viện bên đó. Chuyện ngộ cái đó, bộ đi lần đầu hả? Cẩn thận vẫn hơn. Mọi người ơi, bộ phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay đã đạt hơn 1 tỷ view. Wow. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Nhân dịp đặc biệt này, Neon có một
ưu đãi lớn và cực sốc, đó là gói Vion VIP chỉ còn 120.000 thôi, và các bạn sẽ tiết kiệm được 45.000. Cho nên là mọi người hãy đăng ký đi và theo dõi những tập tiếp theo. Thảo đảm bảo đó là những tập cực kỳ cuốn hút và cực kỳ hấp dẫn. Cảm ơn mọi người. Vào đêm 24 tháng 6, cô có đi cùng với ai không? Tôi chỉ đi một mình thôi, Sai rồi. Ngoài cô ta ra, còn một người nữa. Tôi và anh ta thân lắm. Anh ta đã giúp tôi làm rất nhiều chuyện, giống như vụ của cô chẳng hạn. Có điều, anh ta lấy giá hơi cao đó. Anh nên dừng ba cái trò lố của mình lại đi. Kể từ bây giờ, tôi sẽ bảo vệ cho cô ấy. Ba của em sẽ không vui khi mà nhìn thấy cách đối xử của em với chị em như hiện tại. Thuốc này bác sĩ dặn mua cho ba. Tôi có việc làm. Tôi sẽ dùng những đồng tiền lương thiện đó để mua thuốc cho ba của tôi. Tôi có thể đưa thuốc cho ba tôi được không? Định như hồi xưa, lợi dụng hoàn cảnh để người khác thông cảm rồi bỏ trốn sao? Tôi... Mời. Tôi thật sự phải đưa thuốc cho ba tôi. Nếu cô không hợp tác, buộc chúng tôi phải cưỡng chế. Đưa cô ta đi. Ba tôi cần thuốc này gấp lắm. Làm ơn đi. Cho chị theo dõi. Không liên quan tới chị. Cậu có biết ai đã viết thư xin đặc xá cho cô ta không? Là mẹ cô Châu đó. Tôi không tin nỗi đau của cậu thì lớn bằng nỗi đau của bà ấy. Cô ta đã bán thận để lấy tiền làm phẫu thuật cho ba của cô ta. Còn lần này là để... để trả nợ và giải thoát cho bản thân cô ta. Chứng cứ thu thập được thì đây là một vụ tổ chức mua bán nội tạng người. Bọn chúng thường rải người ở các bệnh viện, dụ dỗ những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, đưa qua biên giới phẫu thuật để lấy nội tạng. Có nỗi buồn ghé qua thuộc ra từng cơn như sẽ tâm can, thời gian lạnh lùng lướt đi, tình yêu giờ đã mãi xa, vườn hồng còn chưa nở hoa, từ nay đôi ta hóa xa lạ, lướt qua nhau tựa người dưng vội vã. Có giấy tờ gì không? Cái này bạn con tặng nên con không có giấy. Làm gì vậy? Trả tiền thuê xe hôm qua cho cô. Ê! Vậy cô muốn bao nhiêu? 100 triệu. Giá trị của chiếc nhẫn kim cương đó trên 1 tỷ. Báo công an đi.
Có phải cô đã cầm chiếc nhẫn này đúng không? Có người đã trình báo tới cơ quan công an rằng đây là tài sản bị mất cắp. Chiếc nhẫn này trị giá hơn 1 tỷ. Cô có biết mức hình phạt cho tội trộm cắp có trị giá hơn 1 tỷ là bao nhiêu năm không hả? Tôi không có ăn cắp. Vậy chiếc nhẫn này ở đâu ra? Chính anh là người đã đưa cho tôi chiếc nhẫn. Bây giờ tôi thích nói cô ăn cắp đó. Bởi vì một kẻ mang rợ như cô phải ở trong tù càng lâu càng tốt. Tại sao? Tại vì hai mạng người. Xin cho tôi 1 tháng. Sau khi ba tôi hồi phục, tôi sẽ đi tự thú. Tôi đã ăn cắp chiếc nhẫn. Một giờ tôi cũng sẽ không cho cô. Nhưng tôi chỉ xin được cho tôi 1 cơ hội được chăm sóc cho ba tôi. Đừng bắt tôi phải bỏ ba tôi đi trong lúc này. Phải có một thứ em mong muốn mà không được chứ? Anh đó. Hả? Anh. Em học cái tính xàm đó của anh lúc nào vậy? Hả? Tôi sẽ không lấy một người đàn ông khi trái tim của anh ta chỉ hướng về người phụ nữ khác. Dù chuyện hôn sự giữa anh và tôi là chuyện làm ăn, anh cũng phải biết tôn trọng đối tác của mình chứ. Anh không có gọi em đến. Đúng. Anh làm chuyện còn tệ hơn. Anh bỏ đi khỏi bữa tiệc. Anh biết em sợ sân khấu mà. Sao phải cố ép buộc mình để gây ấn tượng với mọi người chứ? Vì tất cả mọi điều mà em làm là vì một người. Đó là anh. Rồi mày sẽ được gặp lại baby mà. Chỉ là tạm thời thôi. Ngân không có dám nhận mình là nữ hoàng nước mắt đâu. Nhưng mà vì cái vai diễn này nó là một cái vai diễn khóc rất là nhiều. Và cái Ngân lo lắng là khán giả xem nhiều quá, khán giả sẽ bị mệt. Tại mình khóc nhiều quá, cảnh nào của mình cũng khóc, khán giả coi tới. Một là mọi người sẽ thương, sẽ đồng cảm, nhưng mà sẽ kiểu cảm giác là ồ sao cái cô này cứ khóc hoài. Nhưng mà thật ra nó bắt buộc. Nên Ngân chỉ làm sao để mà phân tích được là cái giai đoạn nào khóc như thế nào cho nó phù hợp, khóc nhiều hay khóc ít, hay là làm sao cho những cái cảnh khóc nó khác biệt nhau hoàn toàn. Nên nếu như mọi người thương, mọi người cứ gọi mình với danh xưng đó thì mình cảm ơn. Nếu mà cho Ngân nhận lại một cái vai như vậy thì chắc phải lâu lắm Ngân mới dám nhận lại một cái vai khóc như vậy. Tại thật ra mới đầu Ngân nghĩ nha, đóng phim hành động là cực nhất rồi. Tại vì phim hành động mình phải quay dùng sức rất là nhiều. Nhưng mà cái vai này lại là cái vai khó và nó đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng. Nó mệt tâm lý mà mình cũng phải diễn làm sao cho người ta cảm được cái nỗi đau của nhân vật. Rồi khán giả coi không có bị nhạt nhòa. Đó. Em bị không có sao đâu. Nằm yên đi, con bị phỏng nặng lắm. Thôi chị gạt tôi thôi, em bị nó không có sao. Bình tĩnh đi em. Chị ơi, giúp em cho em gặp đi. Mình cũng phải cố gắng hơn mỗi ngày để mà nếu như lần sau có nhận được một cái vai diễn nào đó khóc thì Ngân sẽ khóc một cái cách tốt hơn, tròn trịa hơn và hay hơn. Viết,
Đang bước tới. Năm lấy mà nhìn cho đám vay nặng lại nên đã bị tụi nó lấy luôn nhà, và tôi đã mua lại từ tay tụi nó, chỉ để đợi đến ngày hôm nay đập nát nó trước mặt cô. Chị xin anh đừng đập căn nhà. Đập đi. Đừng, tôi xin anh đừng đập căn nhà. Tôi sẽ lập tức đi tự thú. Làm thôi chứ đừng có tức. Làm tức gì không kìa. Cái tay em dài hơn mà. Em chụp lại. Anh chụp nhanh lên. Anh biết chụp không? Chạy anh chụp. Đánh thôi lên. Thôi bỏ xuống đi cho cái xin nha. Đây. Để làm gì vậy? Hả? Đó, đúng rồi, đúng rồi. Quăng luôn cái ba lô. Đây là nhà tôi, không được đập. Tôi sẽ gặp tất cả thú. Dạ, chứ mà em tôi được không? Nhanh lắm á. Ừ, em nhanh quá. Thế nên đừng đọc căn nhà này. Tôi sẽ làm mọi chuyện để cho anh được hả giận. Anh muốn tôi ngồi tù cả đời cũng được đó. Hay là anh lấy mạng tôi cũng được. Lần trước khi cầu xin tôi cho cơ hội được chăm sóc ba cô cũng đã nói như vậy. Tôi sẽ cho cô một cơ hội. Sau 3 ngày, đem 5 tỷ tới đây. Bà.
sang sinh nhật. Mẹ, sinh nhật của con nè. Tuấn Kiệt có một cái quan điểm sống rất là hay. Tại vì cô là một cái người mà ham muốn làm người tốt, để rồi nghĩ rằng một người biết sống vì bản thân như tôi là biến chất. Thôi anh, người ác đâu bao giờ người ta nhận là mình ác đâu, đúng không mọi người? Người xấu đâu có bao giờ nói là ừ tôi xấu xa đâu. Thiên Ân, Minh Huy hay là Bảo Ngọc, những người bạn trong phim này đi, ai cũng nhà giàu hết. Bà này rất là nghèo à, và bố thì ở tù ra, say xỉn lúc nào cũng đánh đập mẹ. Và bạn này phải sống lớn lên trong một gia đình bạo hành ấy. Giàu hay nghèo nó đâu có liên quan. Cái chuyện ổng bị bạo hành thì đâu có liên quan tới cái chuyện mà ảnh đó xử sai với Thiên Ân đâu. Mà tại sao vậy? Đàn ông ăn học thì không có tự lo cho bản thân mình được, mà còn phải sống nhờ vô phụ nữ, nhờ vô bạn gái của mình, mà còn quay ngược trở lại trách bạn gái của mình là sao? Đêm đó mà Thiên Ân không lì lợm rủ Tuấn Kiệt đi ăn tối tại cái quán đó. Người ta không có muốn đi ăn, ảnh là ảnh làm huề, ảnh hôn người ta, ảnh dẫn người ta đi ăn. Thiên Ân đã kêu anh ơi đừng có uống nhiều quá, xỉn, không có lái xe được, anh không có sao. Thôi ổng quá ẩu, ổng lo, ổng chạy đi, không chạy, ổng còn vừa lo không nhìn đường mà vừa quay qua cãi lộn với Thiên Ân vì cái gạt tàn nước bị hư, nên thành thử mới tông xe. Một người phụ nữ mà không biết bảo vệ chồng, kêu chồng đừng uống rượu để đêm đó đụng xe thì tội là liên con gái thôi. Đó là cái cớ, biện hộ. Ảnh là luật sư mà nên ảnh sẽ cãi cho đến khi nào trắng án thì thôi đó mọi người. Tin Ngân đi. Bình tĩnh nhanh đi các bạn. Chắc chắn, bình tĩnh lại đi. Anh có muốn cứu người nhà của mình không? Thank you.
tỉnh dậy, chúng ta sẽ đi chơi. Gia đình chúng ta sẽ đi đến bờ biển. Anh sẽ dạy con cách học bơi, sẽ dạy con cách đi xe đạp nữa. Anh sẽ trở thành một người bố tốt. Anh sẽ dạy cho con biết cách ở bên cạnh người mình yêu thương và bảo vệ người mình yêu thương. Cá nhân pháp nhân phải bồi thường thiệt hại cho người làm công hoặc người trong khi thực hiện công việc được giao. Cá nhân pháp nhân phải bồi thường thiệt hại cho người làm công hoặc người gây ra trong khi thực hiện công việc được giao, và cũng có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây ra thiệt hại. Đá may mắn này đã theo tôi lâu rồi, chắc chắn là tôi sẽ nhận ra nó và sẽ được chọn những người cầm. Trong đời mình á, mình chưa bao giờ mình nghĩ là có một ngày mình khóc đến độ mà không còn một giọt nước mắt nào để khóc. Có một cảnh quay ở tòa án, lúc đó là 3 giờ sáng và Ngân phải khóc liên tục. Trước đó là một tuần rồi, là ngày nào vô từ sáng quay đến tối cũng khóc, sáng quay đến tối cũng khóc, thì một tuần rồi. Thì cái đó là cái ngày cuối của cái cảnh đó, và cảnh đó rất quan trọng. Chính vì vậy
Tôi kính mong hội đồng xét xử hãy xử phạt bị cáo ở khung hình phạt cao nhất theo khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 dành cho tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ dẫn đến chết người với nhiều tình tiết tăng nặng, đó là làm chết hai người và bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, cố ý không cứu giúp người bị nạn. Bữa đó cũng làm khổ bàn diễn là mình cứ khóc chảy nước mắt ra xong cái nó ngừng, nó hết nước mắt, mình không điều khiển được cái tiếng lệ nữa. Xong rồi Ngân phải ra ngoài, Ngân đứng Ngân khóc, mà lúc đó mình khóc trong cái sự bất lực của bản thân là tại sao mình là diễn viên mà cái cảnh này mình không khóc được. Mình sẽ bị ảnh hưởng đến mọi người phải đợi, rồi ekip phải chờ, mà lúc đó cũng đã rất là trễ. Ngân với chị Hoàng Anh về có bàn lại, nói là chắc là cho em xin một ngày khác được quay lại cảnh đó. Xong rồi cái hai chị em quyết định là thôi, để ngày khác quay. Thì cái ngày khác quay lại thì lại được cảnh rất là tốt. Ngồi đây nè, để tôi cho nó nhỏ. Ngủ ngoan, thương gì đâu. Cái cảnh sinh em bé, tuy là Ngân chưa sinh nha, nhưng mà mình có một cái tình thương rất là đặc biệt với những đứa trẻ nhỏ. Tuy chị chưa là mẹ, nhưng mà mỗi lần chị nhìn con nít đó chị rất là thích. Và chị rất là có cái mối liên kết. Những cái cảnh mà chị diễn với con của chị có thể nói là những cảnh tốt nhất. Tại vì tình thương chị dành cho em bé đó nó có thiệt. Chị thương thiệt và chị coi nó giống như con của chị thiệt. Vì cái hoàn cảnh éo le của nhân vật đó, nó làm cho mình cảm thấy rất là đau lòng. Mình cảm thấy con mình sinh ra trong một cái hoàn cảnh không có được đầy đủ, rồi trong một cái bối cảnh mà mình không có mang được hạnh phúc cho con mình á. Tự nhiên mình cảm thấy bị giằng xé lắm, mình cảm thấy mình bất lực. Nói chung là khi Ngân diễn cái cảnh sinh con á, không biết tại sao cái cảm xúc của mình nó dành cho cái vai diễn nó mạnh đến như vậy. Và mấy chị mà đóng chung với Ngân cũng diễn rất là tốt. Đi, ở đây nguy hiểm lắm. Đi. Đi, ở đây nguy hiểm lắm. Đi. Ba còn nhiều chuyện lắm. Muốn yên chuyện này á thì kiếm một đứa đứng ra đây chịu trách nhiệm với tao. Tao không cần biết đứa nào hết á. Nhưng mà phải kiếm một đứa đứng ra chịu trách nhiệm, tao mới đi yên. Không á thì tao cho cám hết cả đám luôn á.
chỉ cần có một người chịu trách nhiệm. Anh không có can đảm đối mặt với thực tế đáng sợ sắp tới. Giờ em ở lại chăm sóc ba má giùm anh. Anh xin lỗi em. Anh Kiệt. 8 năm anh cố gắng như vậy mới đến được chỗ này. Anh không muốn vào cuộc, anh không muốn ngoài tù. Anh đã chết cho con người tù quân anh. Em sẽ không để cho anh đánh mất tất cả. Ân, bỏ ngay cái ý định ngu ngốc đó ra khỏi đầu đi. Anh không cho phép em tự hủy hoại bản thân mình như vậy đâu. Còn em sẽ không cho phép tương lai của anh bị hủy hoại như vậy. Còn tương lai của em thì sao? Tương lai của em là anh. Quyên Ân nhiều năm có phát hiện ra được một quy luật, đó là nếu muốn em ấy làm gì, chỉ cần nói chuyện đó có lợi cho con, Ân nhất định sẽ thực hiện bằng mọi giá. Anh tốt đẹp, em cũng sẽ tốt đẹp. Lúc cô ấy còn sống, cậu cũng bỏ rơi. Bây giờ cô ấy chết rồi, cậu cũng như vậy, cũng không thủ được tại ngoại rồi đó. Khám nghiệm hiện trường cho thấy có dấu chân bên cạnh nạn nhân, chứng tỏ hung thủ đã tới rất gần. Quan sát rồi bỏ đi. Con không sao. Em cũng không sao. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi một chút em sẽ khỏe. Thôi. Không sao mà. Em muốn mình cần đảm hơn. Em anh không yêu em. Anh sẽ trở thành một người bố tốt. Anh sẽ dạy cho con biết cách ở bên cạnh người mình yêu thương và bảo vệ người mình yêu thương. Cô ấy còn sống, cậu cũng bỏ rơi. Bây giờ cô ấy chết rồi, cậu cũng như vậy, hung thủ đã được tại ngoại rồi đó. Khám nghiệm hiện trường cho thấy có dấu chân bên cạnh nạn nhân, chứng tỏ hung thủ đã tới rất gần. Quan sát rồi bỏ đi. Thấy nhân nhận mở đây sao? Cậu kiên quyết chối tội. Cậu không bảo vệ được mẹ con cô ấy. Nhưng có một điều cậu có thể làm được, đó là lấy lại công bằng cho họ. Thử mà suy nghĩ đi. Rồi mày sẽ được gặp lại bé Bi mà. Chỉ là tạm thời thôi. Ngân không có dám nhận mình là nữ hoàng nước mắt đâu. Nhưng mà vì cái vai diễn này nó là một cái vai diễn khóc rất là nhiều. Và cái Ngân lo lắng là khán giả xem nhiều quá, khán giả sẽ bị mệt. Tại mình khóc nhiều quá, cảnh nào của mình cũng khóc, khán giả coi tới. Một là mọi người sẽ thương, sẽ đồng cảm, nhưng mà sẽ kiểu cảm giác là ồ sao cái cô này cứ khóc hoài. Nhưng mà thật ra nó bắt buộc. Nên Ngân chỉ
làm sao để mà phân tích được là cái giai đoạn nào khóc như thế nào cho nó phù hợp, khóc nhiều hay khóc ít, hay là làm sao cho những cái cảnh khóc nó khác biệt nhau hoàn toàn. Nên nếu như mọi người thương, mọi người cứ gọi mình với danh xưng đó thì mình cảm ơn. Nếu mà cho Ngân nhận lại một cái vai như vậy thì chắc phải lâu lắm Ngân mới dám nhận lại một cái vai khóc như vậy. Tại thật ra mới đầu Ngân nghĩ nha, đóng phim hành động là cực nhất rồi. Tại vì phim hành động mình phải quay dùng sức rất là nhiều. Nhưng mà cái vai này lại là cái vai khó và nó đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng. Nó mệt tâm lý mà mình cũng phải diễn làm sao cho người ta cảm được cái nỗi đau của nhân vật. Rồi khán giả coi không có bị nhạt nhòa. Đó. Em Vy không có sao đâu. Nằm yên đi, con bị phỏng nặng lắm. Mà chị gạt tụi thôi, em Vy nó không có sao. Bình tĩnh đi em. Chị ơi, giúp em cho em gặp đi chị ơi. Mình cũng phải cố gắng hơn mỗi ngày để mà nếu như lần sau có nhận được một cái vai diễn nào đó khóc thì Ngân sẽ khóc một cái cách tốt hơn, tròn trịa hơn và hay hơn. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên VOOn.